Tôi luôn này. Bài xoay đánh loạn vẫn được thôi. Mày không mày không mẹ đi. Không mẹ xem bao nhiêu anh em, mày không bao nhiêu xoay loạn cho anh em ơi. Tình hình phải nuôi hai hướng anh em ạ. Luôn một hướng đi luôn đấy. Mình tính chuyện này nuôi hai hướng anh em ạ. Luôn luôn một hướng siêu công nghệ không ổn lắm. Cảm ơn anh Phạm Đức nha anh. Đã tặng cây cho em nha. Gặp em gặp đồ thôi anh Tấn Thủy ơi. Gặp em gặp đồ anh Thủy ơi. Chết em rồi anh ơi. Gặp em gặp đồ thôi. Hơi động đấy.
Làm nhẹ găng em, làm nhẹ găng ấy nhở. Nay em là một trận về 69 binh tú à, cộng so K3 anh ơi à. Giờ bất xứ nào, rồi ôi. Em hơi cho mấy thiên tử đấy, so K3 hơi cho mấy thiên tử đấy. So K mình nghĩ là so 3 mình nghĩ là khó lên luôn đấy, so 3 ấy, khó lên lắm. Ba siêu nghệ này, giáp này. Giết luôn mà mạnh, giết luôn cặp đồ mạnh đấy. Thích là đạt à. Có chút cô đơn nào vẫn ngân thần lắng du trong lòng ngân lên bao nỗi so ba cảm giác hơi thừa lên ít người lên đúng rồi đúng lắm ơi. So 3 mình nghĩ là hơi thừa, nếu mà lên người ta hay lên mấy con được 4 tiền Victor 3 chẳng hạn đấy. So 3 xin ra 3 chẳng hạn, nên không 3 chẳng hạn, đấy, kiểu đấy, kiểu đấy. So 3 mình nghĩ là ít người dám nuôi lắm anh em, ít người dám nuôi lắm, tại vì hơi tốn tiền. Dưới bên thềm có mây, chứ không hà mang bao yêu tư về đây. Phương trời xa rất xa, em có biết đêm dài anh đã qua. Khi riêng mình anh thầm nhớ từng phím môi mềm, nụ hôn em mong manh dịu êm. Luôn là xoay bài không ta? Đấy luôn anh em mà xoay bài không ta? Nào xuống nghĩ anh em ạ. Đấy thích luôn anh em ơi. Nổi loạn à? Xoay loạn sẽ mới được là anh em ơi. Kiếm hơi 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 mệt, hơi mệt đọc tí thôi. Nổi loạn xoay sẽ mới được nhá anh em. Bỏ xét nào. Kháng cao xoay loạn, xoay loạn anh em, xoay loạn, xoay loạn, xoay loạn anh em, xoay loạn đi. Bỏ xét luôn đi. Trận này là game ép chơi rồi anh em ạ, không lựa chọn nó, xoay loạn nó. Thứ hai là không chơi được đây, cười mặt với anh em ạ, đúng không? Thứ hai không chơi cái này, cười mặt với anh em ạ, phải chơi đó. Cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa. Ở nơi phương trời xa rất xa. Đấu sĩ pháo mà không được, không được. Em có biết đêm dài anh đã qua. Khi riêng mình anh thầm nhớ từng phim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đép tạm vào nhà, tao tạm vào nhà đi. Mấy bố đang xem con tơ tôi mất binh thôi. Bình thường mà có gì đâu, cứ binh thôi. Đi khai bình thường có gì đâu, cứ binh thôi, không hiểu đấy, binh gì đấy. Chết sáu thì khai bình thường mà anh em, có gì đâu mà bình thường. Vừa thoát ra nhắn tin xong quay lại mà anh đã đi khai kiểu gì thế à? Anh đánh quái ra một tí em ơi. Đánh quái ra tí đi anh em ạ. À. Tự ra hai tí luôn. Đi khai bình thường mà anh em. Ôi xin nhẹ ơi, quý chị ông này cái nhờ. Mình xoay sang sâu đoạn chơi anh em, xoay đoạn đồng xí chơi đi. Đồng xí pháo chơi đi nhờ. Xoay bài thôi, tầm mấy cái xoay bài thôi anh em ạ. Cần quỷ thư nhá. Kiếm đâu được, thép thần đâu được này. Làm thép thần đâu được, không nhận được kiếm. Không có thép, kiếm đi. Kiếm bằng giáp, kiếm bằng giáp, kiếm bằng giáp, kiếm bằng giáp lại bạo cũng được, nếu đắc cũng được. Chỗ này nhiều, bán này nhiều đấy mà anh em, nhiều sự chọn mà. Thế ông này lấy gì thôi. Kiếm không ra, hay lại bác ra. Bác đi. Thêm một đồ tốc đánh thích nữa anh em, thêm một đồ thích nữa đi. Bây giờ mình bắt đầu vui dần thôi anh em, vui dần thôi. Vui dần sang đổi bạn thôi. Và mình bình thường mà anh em, có gì đâu, bình thường mà đúng không. Làm gì cái gì đâu. Với nhà này cái gì đây, ông này xoay ghép đồ này đánh gì đó. Tuấn Thủy ơi, Tuấn Thủy ơi, sai bài anh Tuấn Thủy ơi, sai bài rồi. Quay xe ngay anh em ạ, không ngại đông ở chơi lắm anh em ơi, quay xe ngay lập tức. Không chết. Quay xe vội anh em, không chết mình đấy anh em ạ. Đông ở chơi lắm. Mình dê dê khổng lồ rồi, mình kháng cao, mình ăn ở nhà đầu xe này. Mình ghép dê khổng lồ rồi. Đông ở đánh cái gì đó. Siêu nghệ à. Ngoài đánh siêu nghệ sao đấy anh em ạ. Và mình nghĩ đấy có tiền 9 rồi, 9 rồi rồi. 4 tiền hay sao sớm đây có tiền 9 rồi. Tối nay mình sẽ tối nay mình sẽ gì à? Công chiếu một cái video thích 3 anh em mà 6 đoạn anh em ơi. Full 2 hết luôn. Tối hôm qua mình và hôm qua mình live mình đánh nhau. Anh em nào mà chưa xem mình có thể đăng lại, mình sẽ đăng lại anh em nào chưa xem nhá. Mình sẽ đăng trên YouTube của mình là TG đưa anh em ạ, với là kênh YouTube của mình là kênh fanpage của mình nhá anh em. YouTube của mình là TG đưa anh em ơi. Kênh còn kênh fanpage của mình là Đen TV, anh em có thể theo dõi ở hai kênh đấy nhá. Video mình sẽ up bên đấy hàng ngày nhá anh em ơi. Mỗi ngày một video nhá anh em. Không tặc loạn được, anh em không tặc loạn được này. Không tặc loạn được nhá. Phép thần anh bánh ngon này. Ông này mạnh ấy nhá, không đơn giản đó. May là mình có bốn thiên phong rồi anh em, bốn thiên phong rồi đấy. Bốn thiên phong đi ai pháo ok rồi, chuẩn bài rồi. Chuẩn cơ mẹ đấu, em cơ mẹ đấu rồi đấy. Tín đích hai diệt thêm 12 kiếm luôn. Chết ghẹ em mà đánh pháo này. Pháo rồi, thôi mình đánh thôi, mình đánh đồ loạn anh em, đồ loạn thôi. Cho cái pháo đánh đồ loạn thôi. Đau điện à. Hai thì khổng lồ à. Khổng lồ á, khổng lồ không được. Hai thì khổng lồ không ổn, không ổn, không ổn lắm anh em, không ổn lắm đâu. Nghe thì khổng lồ không ổn lắm. Đấy bác cả đúng ta. Ai diệt thôi thừa anh em ạ, cần để bác đấy. Tao điện rất là chuẩn này.
Tầm này thua rồi, tầm này thua rồi, anh em này thua rồi, tầm mình thua rồi. Thế này mình đánh lùi loạn anh em, lùi loạn. Mày thua rồi. Thắng sao được mãi anh em, thắng sao được mãi đúng không? Thắng sao được mãi. Mày đến lúc phải thua anh em, đến lúc phải thua thôi. Hai diệt ngon ông ta. À cái tên thủy đánh khắc tinh à? Được anh ơi. Xoay bài đấy. Một sát với thần nữa. Một sát với thần nữa anh em. Thần nữa ơi, thưởng em, thần nữa ơi, thưởng em, thần nữa ơi, thưởng đấy. Mình cảm giác có một đáp thần nữa thôi, thưởng em ạ. Không lên đâu, không lên đâu. Đi ven này. Ven 9 cho vào được, thôi bỏ. Đi ven 9 cho vào được anh em, từ từ đi. Từ từ anh em, từ từ đi. Rồi mình thứ nhất xem nào. Thứ nhất đấy cung em, thứ nhất đấy cung anh em ơi. Thứ nhất đấy cung anh em ạ. Pháo nhớ chơi rồi anh em ạ, đánh lùi loạn đi, rồi lùi loạn cho anh em ơi. Xoay bài anh em ơi, xoay bài được mà anh em. Zik là ra xua thì ra xua ấy nhở, ra xua mới đủ sống, sao bị loạn nhở. Thôi làm nhẹ cái đại bác anh em, đại bác đi. Làm nhẹ cái đại bác thế anh em ơi, hợp lý hết đấy. Chiến tích bộ này không còn giáp thần đâu anh em ơi, giáp thần nó thừa anh em ạ, giáp thần nó thừa đây. Tiếp anh em ơi. Phải ra hắc tinh mạnh nhờ. Tinh mạnh ghê đấy. Hơi luôn hắc tinh mạnh ghê nhá anh em, đơn giản rồi, mạnh ghê đấy. Eco à? Cung 2 không? Làm mê cung 2 không? Cung 2 cũng ngon anh em, cung 2 ngon đấy. Làm mẹ đeo cung 2 đi. Đeo pháo. À đánh thêm con thua lắm. Ê cung 2 cũng ngon. Rồng rắn lên mây luôn rồi. Để đây cô cũng được. Chiến tích đồ con là đại bác lại anh em ơi. Chiến tích mình đồ con là đại bác này là. Thôi từ nói mình tính chơi thôi. Hắc tinh mình khỏe mà anh em, khỏe mà. Chẳng qua là game trước nó bi mạnh quá thôi. Xem mong nghe đi này, chó đỏ ba game không? Ui dồi. Cũng thứ hai mà chiếu luôn này. Gồ này. Ta con nó quát neo sợ 8 luôn.
dễ nhờ, dễ chơi nhờ, thành ra thằng kia cũng dễ đấy. Giao quái mà anh em chết minh tinh được mà, giao quái mà. Hắn bắt được rồng không? Bạn thì cũng lý à? Hai kiếm mà gì hai kiếm ta? Bàn cái công lý này gì đi. Gặp cái Daddy rồi đấy. Chết ngay mà. Tình chiếu mình mà anh em biết thừa rồi. Kệ đó. Dình chúng tôi này, dình chúng tôi này, dình chúng tôi à? Ông ấy đi là dình chúng tôi à? Ông Victor 3 rồi nhá. Ông ấy chuyên ra dình mình mà anh em nạ gì đâu. Cứ dình sát counter với cả là chiếu rồi. Đấm vào đầu ngay anh em ơi. Chính ốp 8 mà anh Tấn Thủy ở chiếc ốp 8 à? Anh em ơi xếp đột loạn, anh em xếp hình kim tháp anh em ơi, kim tháp hợp lý đấy. Và mình giờ em có tiền 9 thôi. Bởi mình thế thôi anh em ạ. Ok đấy. Tạm thời mình thấy là khá ổn rồi anh em ạ, đến 9 rồi. Pháo giờ mình nghĩ không khỏe lắm anh em ạ, nên cân nhắc khi chơi nha anh em nhá. Pháo giờ không khỏe lắm đâu. Ba tia ấy, phải đi ba tia phải đi hai kiếm phải đi ba tia, thêm một món đồ đam nữa hoặc là một thủ nữa. Hai kiếm mà đi hai thì khổng lồ không ngon lắm đâu. Thủy hơi đi ăn nhờ, chơi cùng bài, có chơi cùng bài anh Tấn Thủy ạ. À? Hơi đi ăn đây anh ơi, có nhà chơi cùng bài, đi ăn đen quá, hơi đi ăn đấy. Không sao anh ơi, trận này để em trả thù cho anh Tuấn Thủy ơi. Trận này để em trả thù cho anh, ok chưa? Nhiều nhà đam sau thì kẹp fit anh ơi nhờ. Anh em ơi, nâng cấp kẹp DPS 2 ngon hơn anh em ạ, hoặc fit cũng được. Nhiều đam sau kẹp fit cũng ngon anh em ơi, hợp lý đấy, chính đây. Hơi hợp lý đấy em ạ, hơi hợp lý đấy nhờ. Tí ăn chín nào fit được anh em ạ, fit cũng ok nhờ. Cũng là sự lựa chọn đấy anh em ạ, được đấy. Đến 9 cặp fit vào ok này thôi. Giá mua đồ gì mình nghe kẹp kiếm khách ngon hơn không ta? Kiếm khách liệu ngon hơn không em? Gì mua đồ gì bắt rồi? Gì đam to phết đây, đam to phết đây anh em, đơn giản đâu. Đi đam to đấy, 2000 đam đấy. Cảm giác bài mình đẹp rồi anh em, mà mình ego tiền lên 9 thôi, không phải rôn nữa đâu. Ego tiền thôi. Anh bắn anh 2 nhiều rồi, xin anh bắn anh 3 ơi. Để em xin anh bắn anh, em đẩy bọn này hoa anh Tấn Thủy ơi. Đỡ giúp phép anh ạ. Em xin anh bắn anh, em đẩy bọn này cho. Mình nhận được anh bắn anh, xin game một mấy này luôn. Thôi, cái gì cho mình mất anh em, gì mất anh bắn rồi. Biết không nhận được rồi. Thế đâu ra mà còn. Vừa còn này anh em ơi, ngon thế nhở. Còn thật đấy anh em ạ, còn thật này. Zipen đấy ba kiếm khách đấy không à? Ok anh em ơi. Zipen đấy ba kiếm khách với thật không anh em ơi. Zipen hợp lý đấy. Tính là Zipen mà anh em. Mình cứ cầm thi lại anh em ơi. Ông này thi ban hơi mệt đấy nhá. Ông nào mà thi ban hơi, ông này thi ban hơi đau đầu ấy nhá. Lên cầm lên cầm thi lại anh em ạ. Lên cầm thi lại. Cấp luôn ta. Cấp luôn hơi ít tiền thôi, từ từ. Lên cấp luôn hơi ít tiền anh em ạ. Hơi từ đi. Cấp luôn nó bị hơi ít tiền đấy. Ôi từ anh em ơi. Fit kiếm khách luôn là chất ghẹo tao. Fit kiếm khách luôn hơi mạnh đấy nhá. Nguyên nhà luôn à. 18 máu ạ, à, sợ thế nhở.
nguyên nguyên 7 con luôn anh em, người ta hất đẹp quá mọi người, là hất đẹp quá anh em ơi, nguyên 7 con luôn. 8 con chứ, 3 6 7 8, 8 con anh em, 18 máu. Nó phát 18 máu anh em ạ, sợ thật. Lên cấp drone, lên drone không? Mở rộng này. Từ 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 đi. Sẽ xua 1, sẽ thua 2 đép ngon nhở, thiếu ra thua 2 đấy. Máu hơi nhiều, Victor 3 gì đây. Không biết đã đi ra Victor 3 này rồi. Game dễ thế ta. Victor 3 chúng tôi này, nguyên nhà anh em ạ, à. Chưa Victor 3 cũng mạnh đấy anh em, Victor biến hôm vẹn cũng mạnh đấy anh em ạ, à. Chúng tôi nó hơi không có hai nước mắt thôi. Cũng mạnh đấy anh em ơi. Quá xua 1 đi à. Quá xua 1 sao được anh ơi, bỏ xua sao được. Cổng đồ gì luôn, thì cổng đồ gì luôn anh em, gì luôn đi. Victor 3 này, hai bài chiếu này, bài đấy ông thôn chó đỏ rồi. Ông này gọi là thôn chó đỏ đấy, nằm vào cầu đấy. Tôi không phải gọi là chó đỏ rồi đấy. Mẹ đeo 8 tôn dễ thế nhở. 2 Ugot, Victor 3 luôn. 2 máy chiếu, 1 cái lốc luôn. Đồ như tranh vẽ luôn anh em ạ, được chưa. Bảo hết lại từ gái anh em ơi, bảo hết lại từ gái. Cộng lô à, cộng lô cho đấy đi, di đi. Di ăn ra rồi này. Anh bay lên 2 rồi anh không phải lo. Mình thiếu một cái công kích 2 lần thôi đủ rồi. Công kích 2 lần nữa đẹp anh em ạ. Cô 3 luôn là xếp sẵn 1 thôi, chết rồi. Cô Ron xếp vài chết rồi. Cô 3 tinh tinh quá nhở. Cô 3 cũng mạnh anh em, đi luôn anh em, cô 3 cũng mạnh anh em, đi luôn nhá. Đi luôn. Cô 3 anh em top 7, ok. Cô 3 top 7 anh em hơi buồn. Hơi lon, hơi đen đấy nhá. Cô 3 top 7 ạ. Hơi nhỏ đấy. Gặp mình số bạn hơi đen đấy. Để ý vào nhà, ghép lốc này. Mình bánh xếp bên trái ngon, đồ xếp đồ xếp bên trái ngon này. Nếu mà gì lốc thôi mà anh em, thấy chưa? Biết ngay mà, đọc bài rồi anh em, đọc bài lốc DPN thôi. Đọc bài rồi anh em ơi, biết ngay mấy người lốc mình mà anh em. Không sao được. Úi dồi, đập kinh thế ta. Càng thế. Bên 2 này. Bên 2 không tiền mua à? Hôm nay mình lo được, hôm nay mình lo được. Dình thôi, dình chúng tôi à, dình chúng tôi à, được một lần thôi bạn ơi, dình chúng tôi à, cứ dình thôi, cứ đấy mà dình thôi, cứ tưởng mình ngon ăn anh em, mà ngồi dình từ nãy giờ thôi, lạ gì đâu, cứ đảo thôi, ông ấy biết của mình anh em, mà cứ đảo liên tục thôi, tôi lạ gì đâu, cũng lạ đâu bắt bài ông rồi, công nghệ này ăn được nhá, công nghệ xếp khéo ăn được, công nghệ này. Chấp kéo quả cao ăn được rồi.
xem TV ăn thôi. Lộng cô thứ hai à? Anh em mày đốc mình mà anh em thấy không? Đọc bài rồi anh em, đọc bài rồi, kê sẵn rồi anh em ạ. Đọc bài hôm nay rồi, cái gì đốc rồi. Ôi choáng cái nhờ. Choáng cái nhẹ anh em ơi. Biết ngay đòn, đòn mà anh em, lạ gì đâu. Ok chưa nào, siêu nghệ ông Long, ok. Xin nhận tới một game này vậy. 3 Glan luôn rồi. Ông hai đi bạn ơi. Cay nhờ à, cứ cay thôi. Cứ cay thôi. Cái nghi ngoài tôi không thích, thích mình lắm anh em, tôi nghi ngoài tôi không thích nhiều lắm. Nghi nghi. Nghi ngoài tôi không thích của mình anh em ạ. Không đâu thích mình à? Thôi, không đi thôi. Thôi xin nhẹ tốt 1 vậy anh em, xin nhẹ tốt 1 vậy. Muốn đi luôn rồi. Luôn. Xin nhẹ tốt 1 anh em ơi. Anh em xem hay đừng quên là em xin follow một xe nhá anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nhá, nhớ follow mình nhá. Dễ quá anh em ơi, xin nhẹ tốt 1.